tiếp tục nấu bữa cơm sinh viên và kể chuyện tâm linh. Cái cách mà để nấu được một món ăn á, thầy Thụy sẽ ghi trên màn hình và mọi người theo dõi video nha. Còn bây giờ thì để Thụy kể cho mọi người nghe cái câu chuyện tâm linh diễn ra ở một cây cầu mang tên là Hùng Vương. Thì đây là một câu chuyện mà một bạn đã gửi về cho Thụy. Và bạn này có nói á, đây là một câu chuyện có thật và rất là nổi tiếng ở dưới quê bạn đó luôn. Và cái câu chuyện này nó xảy ra từ năm 2013. Thì cái đêm đó đó là khoảng 8-9 giờ tối rồi, ngay chỗ cái cầu Hùng Vương này á, có một người nhảy cầu. Và sau một đêm á, lực lượng chức năng cũng như là người dân ở đây á, cố gắng tìm kiếm thì cuối cùng cũng đã thấy được thi thể của cái cô này. Và theo kết quả điều tra thì cô này tên là N, 23 tuổi và đang làm việc tại một khách sạn ở trên đường quốc lộ 1A mọi người. Thì khi mà tìm được thi thể của cô này á, thì người ta mới phát hiện ở trong cái túi áo của cô này có một cái lá thư. Bởi vì cái lá thư nó đã bị ngâm nước trong suốt mấy tiếng đồng hồ nên là cái vết mực của nó đã bị nhòe đi. Nhưng mà người ta vẫn đọc được cái lá thư đó nó có nội dung như sau: những ai mặc áo trắng, yêu một ai không thật lòng sẽ có kết cục như tôi ngay tại cây cầu này. Và có thể là cái sự việc nó sẽ bị lãng quên nếu như trên cây cầu này không có quá nhiều người tự tử đến như vậy. Bạn này kể với Thụy là từ cái lúc mà cái sự việc này xảy ra cho đến hiện tại thì tại ngay chỗ cây cầu này nè, đã có hơn 5 người gieo mình xuống dòng sông rồi đó mọi người. Và cái sự trùng hợp này đã làm cho người dân ở đây mỗi lần mà nhắc đến cái chuyện này thì đều lạnh sống lưng. Tại vì những cái sự việc xảy ra thì nạn nhân đa số đều là nữ và họ đều mất đúng vào ngày nước rồng. Cho nên là người dân ở đây người ta rất là sợ, kiểu như người ta không biết đây là cái sự việc ngẫu nhiên hay là có một cái sự sắp xếp kỳ bí mà không thể nào giải thích được. Mà bạn này còn kể là vào mấy ngày rằm á, khi mà trăng sáng á, nhìn ra cây cầu thì sẽ thấy một người phụ nữ dắt tay một đứa con nít đi trên cầu nữa đó mọi người.